với thêm cái nữa là tối ngày nói chuyện nhau mà tối ngày cứ người ôm điện thoại người ôm máy bán là em không thích cái đó. Thôi bạn nãy giờ sao? Sao đây? Bên kia đưa ra cái tiêu chuẩn vậy, bạn thấy mình có cái nào không? Cao nhiêu? Cao nhiêu? Em có 1m66 à? Được không em? Bớt vài phân đi. Kén quá. Bên đây lắc đầu rồi đó Linh. Không, gặp là bảo đảm chịu thôi. Bên đây đẹp trai lắm. Phải không? À, bạn có nhiều chuyện không? Dạ, cũng không nhiều chuyện. Không nhiều chuyện lắm. Dạ. Mẫu người phụ nữ bạn thích là như thế nào? Nói nhiều hơn em. Rồi, có luôn. Dễ thôi. Có luôn. Độc và lạ. Độc có luôn, lạ có luôn. Bây giờ mới lạ không? Quá trời lạ. Bây giờ đọc lạ, đưa tiêu chuẩn thấy đọc lạ rồi. À, hơi tưng tửng tí. Tưng tửng. Có luôn, có luôn. Có rồi. Tôi chưa có nghe hai cái cặp này lạ lùng một người á. Trời ơi, người thì đòi bạn trai nói nhiều, người thì đòi bạn gái tưng tửng. À, chào em tên là gì? Dạ, xin chào quý vị khán giả và em chào chị. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Thị Kim Hồng. Em năm nay 22 tuổi và em đến từ Tây Ninh. Mời bạn nam của chúng ta. Mời bạn nam. Chào anh Hùng ơi. Chào bạn. Em tên là Phạm Quốc Dũng. Năm nay em 23 tuổi. Ê, 24 tuổi. Tuổi mà có ê là sao bạn? Tại em run quá chị ơi. À. Em đang là kỹ thuật viên điện lạnh. Tức là làm cho máy lạnh nữa hả? Dạ, dạ. Sửa chữa máy lạnh, tủ lạnh. À, bạn quê ở đâu? Dạ, quê em ở thành phố luôn. Thành phố luôn. 20 mấy tuổi, đẹp trai thế này, tập tạ hả? Có chơi tạ hả? Dạ. Chơi lâu chưa? Mới chơi thôi. Ủa, bộ đô lắm hả? Đô Linh? Lắm. Có mấy người yêu rồi? Dạ, chưa có người yêu. Từ xưa giờ? Từ xưa giờ chưa có. Thiệt không? Thiệt. Sao đẹp trai mà không có người yêu? Tại vì nói chung là tại em học với lại công việc của em làm toàn với nam không à. Thôi nên đi, nhiều khi có khuyết điểm gì đây nè. Tập tạ khi nào tập trung nữ không? Đó kỳ quá. Kỳ quá. Có mà. Trong cái phòng nữ tập tạ nhiều lắm à. Có mà em cũng không có tiếp xúc nhiều. Nhát hơi bị nhát chút xíu. Đó là lý do tại sao bằng ế đó. Thôi còn bạn nữ em học sinh viên thì trời ơi, bạn bè sinh viên trong trường thiếu gì mà tại sao mình không tìm được cái người bạn trai cho mình mà phải nhờ đến chương trình? Thứ nhất là do có lẽ do em quá kén chọn. Với lại toàn ở trong đó toàn mấy bạn cùng ngành với em không à. Mà em thì không thích con trai cùng ngành. Sao vậy chứ em thích trai ngành gì? Thường thì em thích mấy người làm về liên quan nghệ thuật. Ví dụ em thích như mấy người bán hoa, bán shop, bán cà phê. Trời đất ơi, học hành luôn. Thôi giờ tôi thấy gì đầu vụ này lạ. Mình là mình có học đại học thì mình cũng thường thường ta muốn tìm cái người là học cao hay gì. Sao tự nhiên tìm người thích bán hoa, bán cà phê là sao em? Tại vì em thấy mấy cái đó nó vui, nó thú vị. Với lại em thấy mấy người mà học chung em á toàn là cứng nhắc, tính toán, chi li. Nói chung là cái gì cũng tính đó chị. Chứ là em không thích lấy chồng về mà chung ngành mất công, lỡ sau này ly dị mất công tính toán nhiều lắm. Cái gì chưa lấy chồng mà tính cái chuyện ly dị được cô? Cái gì kỳ cục vậy? Quan điểm này lạ. Trời ơi. Em giờ ví dụ như lấy vợ mà vợ bắt mình bán cà phê, bán hoa em chịu không? Chịu đó anh. Hả? Chịu không? Bán buôn bán cũng có lời chứ. Nhưng mà em thích bán hoa không? Cũng được anh. Chà, em bán hoa chắc hợp lắm à. Anh để em hỏi bạn nữ là vậy, lý do ngày hôm nay tại sao em lý do em tìm đến chương trình? Dạ, cái đó là do mẹ em. Ủa sao do mẹ em? Tại vì mẹ em xem, mẹ em nói chương trình này có nhiều cái vui, cái thú vị. Với lại mẹ em nói là tại vì ở trong trường thì em quen nhiều, nên mẹ em nói cái này chắc người không quen chắc hợp hơn với em. À, là ở nhà cũng mong muốn em tìm được người bạn trai tâm đầu ý hợp để tiến xa hơn đúng không? Nói chung nhà em sợ em ế lắm đó. Lỡ mà ra trường rồi là không quen ai là ấy chắc luôn. Trời ơi. Rồi vậy bản thân em thì em thấy em có những ưu điểm gì? Ưu điểm của em á, nó nhiều. Rồi, gì nữa? Em rất là thẳng tính, thích đi chơi. Cái đó là ưu điểm đó hả? Vậy còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em là không biết nấu ăn. Rồi mai mốt hai chồng lấy nhau về là ai nấu? Ví dụ sau này em có chồng thì em sẽ đi học nấu ăn, hoặc là không thì em về em mướn người nấu. Rồi thôi, mướn người nấu rồi tiền đâu trả. Tính gọn luôn. Ồ, ba tính lạ chịu không, chịu không em? Thôi để anh nấu cho. Biết nấu không mà đòi nấu? Không biết nấu mà cũng nấu đại đó. Nhưng mà có vợ mà chồng đi nấu vợ, coi bây vợ ăn có kỳ không? Bình thường thôi. Vậy đâu kỳ, anh Linh thì ai biết nấu thì nấu thôi. Công việc thì mình làm xong mình về mình gánh gỏi làm gì, mình phụ thôi. Đúng rồi. Giờ về giặt tả cho con bú này kia làm được không? Con bố thì chắc không được rồi. Còn giặt tả thì không giặt được. Không được, bình thường tôi xưa giờ cho con bú hoài gì đâu. Bú bằng cha thì được. Ờ, cứ nói bú bằng gì. Trời ơi, đất ơi. Chỉ tầm bậy tầm bạ không à.
À, em hồi đó giờ em có được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình. 2 mối tình. À, những bạn trai đó làm sao? Dạ một bạn của em á là em với bạn đó chia tay là do bạn đó đi du học. À. Còn một bạn nữa là do gia đình hai bên không chịu nhau chứ không phải là hai người không chịu. Ừ. Rồi bây giờ là ngoài hai bạn đó ra rồi bây giờ là người bình thường mà không có chơi chung em từ nhỏ là coi như giờ không có cua em được. Dạ cũng không phải, nhưng mà em thích mấy người nói nhiều á, vô chém gió với em. Rồi là ai nói ai nghe, một người nói phải có người nghe chứ giờ hai người. Hàng xóm nghe chị. Vậy em thích cái mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, nói nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy người mà thích cái người mà đàn con trai mà nói nhiều. Cô này cũng có nhiều cái tiêu chuẩn lạ, cái bằng lạ kinh khủng luôn á. Rồi còn về ngoại hình. Cao. Cao nhiêu? 1m7 trở lên, tại bồ em từ dư tới giờ toàn cao luôn, toàn 1m7 trở lên luôn. Sao tự nhiên mình kiếm bạn trai mới mình so sánh với bồ cũ là sao? Không phải, tại vì em thích cao chị. Lỡ sau này về có con nó cũng cao được xíu. À, cơ có mẫu người lý tưởng nào không? Nếu mà em thích thì em thích Bình Minh, anh Bình Minh. Không biết ảnh có thích em không nữa để dạ hỏi ảnh thôi. Rồi cái gì ở điều đàn ông mà em không thích? Dạ em ghét hút thuốc. Với lại mấy người mà tối ngày la cà quán xá. Với thêm cái nữa là tối ngày nói chuyện với nhau mà tối ngày cứ người ôm điện thoại, người ôm máy bán là em không thích cái đó. À. Thôi bạn nãy giờ sao? Sao đây? Bên kia đưa ra cái tiêu chuẩn như vậy, bạn thấy mình có cái nào không? Cao nhiêu, cao nhiêu? Em có 1m66 à. Được không em? Bớt vài phân đi. Kén quá. Bên đây lắc đầu rồi đó Linh. Không, gặp là bảo đảm chịu thôi. Bên đây đẹp trai lắm. Phải không? À, bạn có nhiều chuyện không? Dạ, cũng không nhiều chuyện. Không nhiều chuyện lắm. Dạ. Mẫu người phụ nữ bạn thích là như thế nào? Nói nhiều hơn em. Rồi, có luôn. Dễ thương. Có luôn. Độc và lạ. Độc có luôn, lạ có luôn. Em thấy lạ không? Quá trời lạ. Bây giờ luôn. Độc lạ. Đưa tiêu chuẩn thấy độc lạ rồi. À, hơi tưng tửng tí. Tưng tửng. Có luôn. Có rồi. Tôi chưa có nghe hai cái cặp này lạ lùng. Một người á, trời ơi, người thì đòi bạn trai nói nhiều, người thì đòi bạn gái tưng tửng. Giờ cổ tửng cỡ nào em? Tửng thì cũng vừa vừa thôi. Chi vậy mà tự nhiên xin chọn bạn gái mà tưng tửng chi vậy? Đi làm về có gì đó vừa vui đấy. Ủa chứ ví dụ là tưng tửng sao vui đâu em? Thì về chọc ghẹo rồi này nọ vậy thôi. Ờ à, vậy hả? Dạ. Em, tới giờ cơm cái họ tưng đó đó nữa, để người ta đang nói chuyện người ta khai thác đây nữa nè. Có nghĩa là giả tỷ như tưng tửng là đi làm về đáng lẽ dọn cơm nấu cơm ăn mà không có thấy nấu cơm, cứ thấy quậy thao xà bông ngồi thổi bóng chơi vậy đó hả? Dạ. Là vui hả? Vui hả? Ủa lấy bạn gái về là vui thôi hả? Mua vui thôi hả? Dạ. Còn không thích cái gì nữa, có điểm nào không thích nữa không? Không thích nha. Chứ thích thì tưởng tưởng là hiểu rồi đó. Nói chung là không thích là người quá nó dối quá nhiều. Ví dụ như là bữa đó đi chơi với người khác thì cứ nói em thiệt, em cho đi chơi thôi chứ đừng nói là bữa đó trong công ty có việc là em không thích à. À, có nghĩa là anh ơi, anh bữa nay có thằng kia trong công ty nó tán em, rủ em đi coi phim cho anh, cho em đi coi với nó là cho đi. Dạ. Hèn chi mà thích bạn gái tưởng tưởng. Vui không em? Vui hả? Hợp không? Ừ, chị cũng quan trọng được mình tin bạn thôi đúng không em? Đúng rồi. Đẹp trai mà thoáng này dễ có người yêu lắm. Vui dạ, lắm. Chào anh. Vui không? Dạ vui. Cười lớn cái coi. Cười cũng độc nữa nha. Cười lại cho 2, 3. Cười lạ lắm á. Nãy giờ mà em nghe nói bằng bạn trai mình, em cảm nhận như thế nào? Em thấy bạn đó vui. Nếu về chém gió được quá tốt. Còn không dám gió được là không yêu đúng không? Cái này lạ ha. Yêu phải chém gió. Không, cũng dễ thương lắm, có duyên á. Không, em có mình đang quen bạn trai. Đúng em á. Đó giờ có nào mình đang quen à, bạn trai cái mình xin ảnh cho mình nghỉ chơi ảnh, mình đi chơi người khác một chút về lại không? Mấy người bạn em quen là toàn quen hết luôn, là quen chung hết luôn á, nên đi chơi ai cũng được á. Ủa là kỳ vậy? Vậy là ai mới là người bạn trai chính? Không phải, tại vì mấy người bạn mà em quen á thì bạn trai em cũng quen luôn. Nhưng mà tự nhiên đi chơi với người có bạn trai rồi mà đi chơi với người trai khác bình thường đi hai đứa vậy hả? Dạ không, đi chơi là nguyên đám. Tôi hỏi đi riêng kìa. Dạ đi riêng cũng có. Không mấy cho mở màn lên là hai bên nói chuyện đi chứ hồi em thua rồi đó Linh. Rồi kéo màn lên. Bạn trai đi một người thôi chứ. Tại vì quen quá nên đi cô không sao hết. Không rồi. Sao đi có sao đâu, quan trọng là mình thôi.
Đi chơi đâu có bình thường mà. Rồi chém gió. Thôi cười. Rồi chém đi. Bạn. Chào bạn. Mình có quà tặng bạn. Dạ cảm ơn. Chém gió cũng ra lằn dữ. Anh ơi cho em hỏi nhà anh ở quận mấy? Dạ anh ở quận 4. Dạ anh có thích lên núi sống không anh? Nếu được thì cũng lên. Ủa sao lên núi gì em? Dạ tại vì quê em ở Tây Ninh có núi Bà Đen. Sống trển quen rồi. Không mà anh thấy em đi chơi vậy là em đi chơi với bạn chung luôn. Dạ. Không sao, anh có mang bạn ấy nữa là anh dẫn theo chơi cho vui. Ủa làm sao trời, cái gì vậy trời? Không cái đó em chịu. Không cần vui. Vậy thôi à. Có gì mình nhấn nút đỏ đi ha. Nút chi? Hẹn hò trước đi, tiên tiếp chứ chị. Cái này là bạn muốn hẹn hò nha. Nhấn nút có nghĩa là đồng ý là làm bạn trai bạn gái nhau. Để tìm hiểu, để tiến xa hơn. Chứ phải nhấn nút về làm bạn chém gió đâu nha. Nha, nhìn kỹ là bạn chém gió giờ là bạn gái được mà chị. Bạn gái là khác nha. Còn cái bạn bình thường, bạn con gái là khác nha. Cái này là người yêu nha. Suy nghĩ kỹ à. Không, em thích chém gió. Thế nên giờ người cười hoài rồi thấy không? Còn mình à, mình hẹn hò nhau đâu, mình chém gió ở đâu? Thích thì em thích đi sở thú. Bây giờ cảm nhận đầu tiên dành cho người bạn trai sao, thấy được không, hợp gu nhìn không? Nhìn kỹ anh chưa, nhìn kỹ vô đi. Theo về bề ngoại á, thì em không thích. Ủa sao vậy, đẹp trai mà sao không thích? Nói chung là em thích con trai mặc áo sơ mi. Rồi, xong luôn rồi. mà chị hỏi thiệt, em có thích người đô con vậy không? Dạ nói chung em thích. Thích thì được rồi, còn cái áo bên ngoài nó chỉ là che cái là thôi. Cởi ra là nó giống nhau hết chứ cái gì đâu mà có cái áo thôi à. Chị tưởng là em không có thích cái người tập tạ đô như vậy. Thấy không, chứ còn nếu mình thích cái người tập tạ đô như vậy một hồi xuống đổi áo mấy hồi. Khó quá à. Không, như là em thích một điều nữa, em thích trai mặc áo sơ mi màu hồng. Được không? Tại sao thích màu hồng? Tại vì em còn không biết nữa, nhưng mà em thấy bạn em ai mặc áo sơ mi màu hồng cũng nhìn cũng đẹp hết. Trai mà áo màu, mặc áo màu hường có vấn đề á. Muốn mấy đứa con? Em hả? Em thích một đứa. Sao con đứa à? Nói chung là em sợ đau. Đứa được không? Đứa được rồi anh. Hết giờ. Cười hoài vậy trời ơi, bớt khó nha. Rồi còn để tay nút đi các bạn. Thấy dễ thương quá trời luôn à. Chúng ta đến đây để chọn bạn gái và tiến xa hơn nữa. Các bạn phải suy nghĩ cho thật kỹ. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi mời em. Thấy bạn thích nhiều ở bên chàng trai lắm nè, mà sao không nhấn nút? Chắc là do bề ngoài. Hay là sợ đau? Chắc cả hai. Bề ngoài tại sao? Bề ngoài sao? Là không thích cái áo này thôi đó hả? Chỉ vì không thích cái áo mà không chọn một con người. Còn bạn cảm nhận như thế nào khi mà người bạn gái không có chọn mình? Dạ cũng bình thường thôi chị. Nên cho em tới đây em kiếm được thì vui, còn không kiếm được thì thôi. Có tiếc nuối một điều gì không? Dạ cũng không. Nếu bây giờ cho bạn nhấn nút lại, bạn có nhấn nút đỏ không? Dạ không. Không luôn. Nói chung là cái gì mình quyết định rồi thì không hối hận. Đúng rồi, cái đó là cái cảm nhận. Có thể là ở cái nhìn đầu tiên mình chưa có cảm nhận được một cái sự đồng điệu với nhau, cho nên là chúng ta đã không nhấn nút chọn nhau. Nhưng mà không sao cả. Cũng cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Và hy vọng rằng tương lai rồi hai bạn cũng sẽ tìm được một người của mình ở đâu đó. Nha, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn em ạ. Dạ, em rất vui vì ngày hôm nay được có mặt tại chương trình này. Bởi vì em đã đăng ký chương trình này cách đây 4 năm. Và năm ngoái thì em được mời để mà đi casting. Rồi kéo dài cho đến năm nay cũng trải qua rất là nhiều đợt dịch Covid á. Cho nên cũng bị hoãn rất là nhiều lần ghi hình. Nhưng mà cuối cùng thì ngày hôm nay em đã có mặt tại chương trình. Nên ngày hôm nay cảm thấy rất là hạnh phúc. Dạ. Rồi, cảm ơn rất nhiều cô trợ lý ha. Hôm nay thì có một anh này cũng trục trặc cũng nhiều lần đó. Thành ra là anh, tôi nghĩ rằng là cái duyên đó. Dạ. Cái duyên cho dù qua bao nhiêu phong ba bão tốt trục trặc gì, họ cũng gặp nhau trên sân khấu này. Đúng rồi. Mà dành cho nhau luôn, tại sao không gặp người khác? Đúng rồi. Tại sao không gặp một đợt khác? Đúng rồi. Đúng đợt này luôn đó. Người này một người là cả hai người được thích tổng thống đó. Đó chưa gì là chung ý tưởng rồi đó, tại vì những người tổng thống thường họ có những tư chất giống nhau, khả năng lãnh đạo. Bây giờ cô gái thích không thích đàn ông có điều gì?
Dạ em không thích một người đàn ông thiếu suy nghĩ, làm việc cũng như là xã giao phải có chừng mực. Chừng mực hả? Dạ chừng mực ở đây. Chừng mực cái này khó quá. Dạ chừng mực ở đây là mình không quá yêu thích cũng không quá ghét, luôn luôn mình giữ ở một cái tình trạng là trung tính thì mình sẽ đủ để mà kiểm soát cũng như là xử lý tình huống, xử lý vấn đề. Dạ đó. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào chú Quyền Linh, xin chào tất cả các quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Trường Minh Hiếu. Năm nay em 34 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang. Nha Trang, cưng dạ. Dạ, hiện tại em đang làm trợ lý tổng quản lý của một khách sạn 5 sao ạ. À, vậy hả? Dạ. Quá dữ luôn ha. Khách sạn nào mốt tôi ra Nha Trang tôi ghé ở nha. Dạ. Tổng quản lý đó. Dạ, trợ lý ạ. Trợ lý, tổng quản lý. Dạ, không? Dạ. Không, nhưng mà trợ lý là sẽ dễ liên lạc hơn là bạn kia đúng không? Sắp xếp nha, sắp xếp cho ở khách sạn thử nha. Dạ. Thôi mời em trai. Dạ em chào anh Quyền Linh. Dạ em chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Dạ chào bạn nữ bên cạnh. Em tên là Trần Nhật Duật. Em năm nay 33 tuổi. Em đến từ Phú Yên. Công việc của em là làm quản lý chất lượng trong một công ty về ngành in ấn. Làm ở đâu? Dạ quận 3. Làm quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Quê Phú Yên luôn. Dạ. Mỗi năm về Phú Yên mấy lần? Dạ trung bình là một lần, cả năm thì hai ba lần. Dạ. Bây giờ chắc phải về hoài luôn, bởi vì trước khi tới Phú Yên phải đi qua Nha Trang. Dạ dạ. À. Rồi mình nói một chút về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. Dạ điểm mạnh của em là em lạc quan trong cuộc sống. Em có một cái nếp sống khá là gọn gàng sạch sẽ. Trong công việc thì em rất là chăm chỉ và nhiệt huyết trong công việc. Dạ. Còn có điểm yếu nào không? Dạ điểm yếu của em là do cái môi trường làm việc của em á, là đòi hỏi mọi thứ phải luôn luôn sạch sẽ và trau chuốt, cho nên em khá là kỹ tính và chi tiết từng điều rất là nhỏ. Dạ cho nên đôi khi mọi người sẽ nghĩ là em hơi khó tính. Dạ. Rồi mời bạn trai. Dạ ưu điểm của em vui vẻ với là biết lắng nghe chia sẻ. Còn cái khuyết điểm của em là hay ít nói với là hay ngại ngùng rụt rè trước chỗ đông người anh. À, dạ. Ít nói ngại ngùng. Dạ, dạ. Có mấy mối tình rồi em? Dạ em có một mối tình. Một mối dài không? Dạ hơn một năm. Hơn một năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ một phần khoảng cách xe. Với là xa. Lúc đó em đi làm đây, bạn ấy cũng đang sinh viên học ở Phú Yên á. Dạ với là quen nhau tìm hiểu cũng thấy cái tính tình nó chưa có gắn bó nhiều. Nên mới quyết định thôi dừng lại. Rồi. Dạ. Em chia tay bao lâu rồi cơ? Dạ cái mối tình đó là năm hai em 28 tuổi á, chắc 5 năm rồi chị. Ồ 5 năm rồi hả? Dạ. Là do yêu xa đúng không? Rồi còn em? Dạ em có một mối tình lúc em còn là sinh viên. Mối tình đó kéo dài khoảng 1 năm. Dạ. Thì em chia tay ngay khi em tốt nghiệp đại học. Nên là lâu rồi đó. Dạ đúng rồi. Mà em không có mối tình nào khác nữa. Dạ sau đó thì em không có một mối tình nào khác cả. Không tin được luôn á, thật sự là không tin được luôn á. Vậy là mười mấy năm độc thân hả? Tại vì bạn này quá là xinh xắn luôn, thật sự là như vậy luôn á. Mà không biết sao mười mấy năm mà. Mười mấy năm luôn á. Dạ. Mười mấy năm luôn. Em mong muốn cái người bạn trai sẽ như thế nào? Dạ em rất là thần tượng Tổng thống Obama á. Dạ. Em thích một mẫu người đàn ông mà có năng lãnh đạo, yêu thương gia đình và vợ con giống như Tổng thống Obama vậy. Tức là về tính cách thôi chứ còn ngoại hình là không có muốn giống ổng không? Dạ ngoại hình thì em muốn một người thon gọn. Thon gọn cao ráo. Dạ da có đen giống dạ da thì ngâm ngâm thôi hoặc là trắng cũng được. Dạ chứ không đen, em không thích đen hả? Thần tượng tổng thống hèn chi giờ này mười mấy năm rồi chưa có ai là làm gì có ai giống ổng. Áp lực không? Dạ hồi hộp xíu. Hồi hộp áp lực, chị cũng muốn áp lực đây nè. Dạ. Rồi em không thích điều gì ở người bạn trai? Em không thích một người con trai mà không biết cư xử chừng mực. Tức là một người con trai đừng quá vồ vập cũng như đừng quá nhút nhát trong cái mối quan hệ xã hội cũng như trong tình cảm với gia đình, với người thân, luôn luôn biết kiềm chế bản thân.
nhẹ nhàng tử tế. Dạ. Rồi. Đó, em có giống vậy không? Dạ, cái lần đầu tiên gặp mặt á thì có thể em hơi rụt rè xíu, cũng ngại ngùng xíu, nhưng mà khi mà em quen rồi là em bình thường lắm. Em rất là vui vẻ. Dạ. Được. Bây giờ người ta không muốn mình vồ vập mà người ta cũng không muốn mình nhút nhát, mà mình phải khoan thai bình tĩnh trong mọi trường hợp. Dạ dạ. Nhút nhát nhưng mà cũng không quá nhút nhát dữ lắm. Lần này là đòi hỏi hơi bị cao đó, mà em không có miếng nào giống Obama hết trơn á. Bây giờ sao ta? Không có đấy. Cứ bồ nhà trai đi chứ. Cười quá. Cười gì? Ta không có giống Obama, ta giống người khác, giống cá tính của người ta được rồi. Miễn sao là gặp mình chinh phục được rồi ha. Cá tính có giống không? Đừng có lo, biết lãnh đạo không? Không? Em biết Donald Trump nhiều hơn là Obama. Đúng rồi đó. Chị cũng giống em, bắt tay đấy. Dạ dạ. Chị cũng quá một người giống như là ông Trump vậy đó. Dạ. Ủa sao ai cũng thống, ai cũng tổng thống hết trơn vậy? Rồi cho tôi xem mặt đàn gái coi. Đó. Bây giờ ông đoán thử cái đàn gái bên tôi sao? Ông đoán thử coi. Chắc chắn thon gọn rồi đó. Đúng rồi. Ừ. Còn gì nữa? Nãy thích thon gọn, một người phụ nữ nhẹ nhàng nhưng mà trợ lý tổng đốc xinh đẹp. Trợ lý tổng quản lý. Tổng quản lý một khách sạn 5 sao là luôn luôn sẽ tiếp xúc với đúng người nước ngoài là đó. Người xinh xắn ở Nha Trang nữa. Nhưng mà hơi khó tính. Đúng rồi. Ừ, khó tính là nào mới mới làm mười mấy năm rồi. Á, bởi vậy bạn này rất là khó nè. Dạ, khó tính mới là quản lý đó anh. À, dạ. Chào em gái. Dạ, em chào chú Quân Linh ạ. Dạ, em rất vui vì ngày hôm nay được có mặt tại chương trình này. Bởi vì em đã đăng ký chương trình này cách đây 4 năm. Và năm ngoái thì em được mời để mà đi casting. Rồi kéo dài cho đến năm nay cũng trải qua rất là nhiều đợt dịch Covid đó, cho nên cũng bị hoãn rất là nhiều lần ghi hình. Nhưng mà cuối cùng thì ngày hôm nay em đã có mặt tại chương trình, nên ngày hôm nay em cảm thấy rất là hạnh phúc. Dạ. Rồi, cảm ơn rất nhiều cô trợ lý ha. Hôm nay thì có một anh này cũng trục trặc cũng nhiều lần đó. Thành ra là anh chú nghĩ rằng là cái duyên đó. Dạ. Cái duyên cho dù qua bao nhiêu phong ba bão tố trục trặc gì, họ cũng gặp nhau trên sân khấu này. Đúng rồi. Dạ. Mà dành cho nhau luôn. Tại sao không gặp người khác? Đúng rồi. Tại sao không gặp một đợt khác? Đúng mà rồi. Đúng đợt này gặp luôn. Đúng đợt này luôn đó. Người một, này cũng một người là có hai người được thích tổng thống đó. Đó chưa gì là chung ý tưởng rồi đó. Tại vì những người tổng thống thường họ có tư chất giống nhau, khả năng lãnh đạo. Bây giờ cô gái thích không thích đàn ông có điều gì? Dạ em không thích một người đàn ông thiếu suy nghĩ, làm việc cũng như là xã giao phải có chừng mực. Chừng mực hả? Dạ chừng mực ở đây. Chừng mực cái này khó quá. Dạ chừng mực ở đây là mình không quá yêu thích, cũng không quá ghét, luôn luôn mình giữ ở một cái tình trạng là trung tính thì mình sẽ đủ để mà kiểm soát cũng như là xử lý tình huống, xử lý vấn đề. Dạ rồi. Đó. Giấu cảm xúc đó, người phải biết giấu cái cảm xúc khó lắm. Dạ. Như không mình mà nghệ sĩ mà nhạy cảm, cảm xúc như bộc lộ đó, đặt trúng như tới luôn vậy đó. Tại vì mình là nghệ sĩ không có cân bằng được, còn người ta là doanh nhân mà. Rồi bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi ha. Dạ. Mình gái đi với ai? Dạ em. Ủa? Đi. Sao Linh không hỏi gì bên kia vậy? Người ta không hỏi gì cái ước mong của cái người bên kia họ mong Linh không hỏi luôn. Hỏi đi. Hỏi đi để biết chứ. Ừ. Dạ. Bây giờ em thích người phụ nữ như thế nào? Em nghe vậy em có áp lực không nè? Dạ bình thường chị. Không áp lực gì chứ. Dạ, dạ. Mình là mình. Dạ, tổng dạ. thống là tổng thống. Dạ, mình có dạ, lo gì dạ, chứ. Dạ. Thấy không? Dạ em thích người một cô gái hiền lành, đạo đức, biết cư xử, biết biết sống là được. Bên dạ. kia chắc được á. Dạ. Còn gì nữa không? Vậy được rồi, hiền lành. Em thích người phụ nữ điều gì? Em không thích người phụ nữ. Chỉ cần cô ấy đạo đức chứ là thủy chung một xíu là được. Bên đây yên tâm những thứ đó có rồi đó. Chờ đợi chương trình 4 năm nay là hiểu rồi đó. Đừng nói chi, đừng nói gì hết trơn á. Nhiều đó đủ hiểu rồi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với em trai của em. Em trai. Dạ. Ừ, trai dễ thương. Con ha. Xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quyền Linh. Con xin chào anh trai. Và xin chào mọi người ở trường quay. Con tên là Thịnh, là em trai của chị Hiếu. Chị Hiếu ở nhà là một người phụ nữ của gia đình. Dạ thì chị thật sự là rất kỹ tính và sạch sẽ. Trong một thời gian dài thì chị đã không có một mối tình nào, và có một mối tình thì chị không có kể cho con biết, nhưng mà con cũng hiểu tính của chị là một người cần một sự kiên nhẫn, cần một người bạn trai kiên nhẫn và rõ ràng với chị mọi điều, tại vì chị sẽ là người phụ nữ hay thắc mắc. Dạ. Chị hai,
Em mong chị hai cho anh này một cơ hội để tìm hiểu. Rồi tại vì cũng là nhân duyên sau nhiều một thời gian chờ đợi lâu dài. Em xin cảm ơn. Trời dễ thương quá trời đất luôn. Đi với ai? Dạ em đi mình. Mình hả? Ba. Được rồi, vì lý do xa nhà nữa ha. Dạ, ba mẹ cũng muốn vô lắm mà hơi gấp, xếp được. Rồi không sao, có mọi người xung quanh dạ. để ủng hộ em. Dạ, bây giờ mở rào có ông mối lo nha. Gì? Có ông mối bảo kê rồi. Bảo kê cho. Ừ. Rồi, mở rào. Việc của mình là tấn công nha. Chào em. Chào rất bạn. Vui, rất vui được gặp em, cảm ơn quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có một món quà tặng à, cho anh. Cái đây rồi. Dạ. Và cái đây nữa là cái thiệp cưới. Anh cũng mong mỏi lắm rồi. Với là cái đây là sự nghiêm túc. Anh cũng trong cái thiệp đây là nó hơi đặc biệt là anh ghi tên sẵn ba mẹ anh với là tên anh. Còn phía nhà gái thì anh chưa trống. Ý dạ. là anh cũng mong mỏi á cái ngày mà có thể các cô dâu ghi tên trong này á. Dạ. À. Dạ rồi. Thôi mình mở quà ra đi, mình mở quà của mình. Dạ, cảm ơn anh. À. Em thấy anh đến đây có một mình hay đi với ai? Anh đi có một mình à? À bây giờ. Ba mẹ anh ở quê cũng muốn vô lắm mà thu xếp chưa được. À. Okay. Ông bà cũng về đó cũng cầu nguyện lắm. Dạ. Ok. Rồi mở em mở cái quà ra đi. Dạ đây là nước hoa phải không anh? À, ừ. Dạ. Cái mùi này em có thích không? Mùi này Hiếu có thích không? Dạ. Cứ thử đi. Dạ để con thử. Ừ. Tại vì thực ra con cũng không có hay dùng nước hoa lắm. Ừ. Con không biết mở như thế nào. Dạ. Con cảm ơn. Anh có thể đọc cái lời em ghi trong cái thiệp chúc này. Ừ. Chào bạn, chuyện gì đến sẽ đến. Người cần gặp sẽ gặp được. Cho dù kết quả cuộc thi này ra sao, mình luôn chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc nhé. Hiếu. Rồi, cảm ơn. Tặng cho cái gì vậy? Dạ. Tặng bạn cái gì vậy? Dạ, con tặng cho bạn trai này một cái móc để treo chìa khóa. Và cái này là đồ handmade do tự tay con làm. À. Dạ, bởi vì con cũng sống mà hướng tới thân thiện với môi trường. Cho nên cái này con dùng những cái vật dụng thân thiện nhất để làm đồ tái chế. Mình có thể sử dụng cái này trong gia đình rất là tiện lợi. À. Dạ, một cái thông điệp vô hình khác đó là em mong muốn rằng anh sẽ tìm được chìa khóa để mở cửa tâm hồn của anh cũng như của một của người bạn của một người bạn đời của anh. Yes. Rồi. Ngồi dạ. Hai bạn về vị trí ngồi đi. Ngồi đối diện nhau đi con. Dạ. Hai bạn ở cũng không cách xa nhau, Phú Yên với Khánh Hòa thì cũng sát bên nhau. Dạ. Nhưng mà không bao giờ gặp mặt. Còn bao nhiêu cách trở, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trục trặc bây giờ lại gặp mặt nhau, mình cảm nhận thế nào? Em nói trước với anh nghe. Dạ, đầu tiên thì được biết anh là đến từ Phú Yên, là một vùng đất mà gần gũi với Nha Trang, Khánh Hòa. Em cũng trân quý cái sự chịu khó và cái sự đồng hương này, dù sao mình cũng là miền Nam Trung Bộ. Đúng rồi. Dạ, ok. Nhưng mà hiện tại anh đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh phải không? Đúng rồi em. Yeah. Anh làm công việc gì và làm được bao lâu rồi? Cụ thể là bộ phận QA, quản lý chất lượng. À, ngành in. Dạ. Anh làm ở công ty gì? Công ty của Nhật, Red Tech. Công ty của Nhật. Dạ. Yeah. Nghe cái tên là QA có nghĩa là quản lý chất lượng, chắc là anh làm về mảng thuộc kỹ bài. Thuật hả? À, mình ký bài in á em, chấm bài in á. Chấm bài in? Ừ, đúng rồi. Dạ, yeah, ok. Anh có bạn bè hay người thân ở Nha Trang hay là ở thành phố Hồ Chí Minh không? Anh có người thân, cũng có mấy anh chị họ đồ. Ừ. Rồi ở Nha Trang thì anh không có.
Dạ. Em thì em rất là yêu động vật á. Nhà em đang nuôi chó với nuôi mèo ở nhà nữa. Không biết là anh có sở thích về động vật không? Anh cũng thích chó, nhưng mà chó nhỏ thôi anh thích. Còn chó lớn thì cũng hơi ngại ngại xíu. Giờ hỏi đi, gặp em anh thấy sao? Rồi gặp anh em thấy sao đi? Anh thấy em cũng dễ thương, xinh xắn, nói chuyện chín chắn. Cảm ơn anh. Sợ em thấy anh ít nói quá, sợ chê thôi. Nhưng mà đã khi mình quen nhau rồi thì anh không phải vậy. Thường thường gặp đó thì anh hay ít nói, ngại ngùng xíu. Em cũng làm việc cũng khá lâu rồi, em cũng có nhiều đồng nghiệp quê ở Phú Yên. Cho nên đối với em thì người ở Phú Yên không có gì là xa lạ với em hết. Anh thấy em trẻ hơn tuổi 34 ạ. Cảm ơn anh quá rất trẻ nhiều. Luôn á, thật sự. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Không biết là anh có sở thích hay là có đam mê gì? Anh thích thể thao thì anh thích chơi bóng đá. Thích chơi đá bóng, như là thích coi đá bóng luôn. Còn cũng thích nghe nhạc, chữ tên bolero rồi vậy. Rồi làm cái bài bolero nào coi. Nghe coi, chơi cái coi. Anh hát bài Đến Nước đi. Dạ. Mẹ nói với anh, mẹ rất thương em, thương vì nết na nhu mị ngon hiền. Ý mẹ thầm mong em là dâu, xin em một câu hẹn ước, cậy người qua mỗi mai chậu cao. Là cậy ông Quyền Linh đó. Cậy ông Quyền Linh qua mỗi mai chậu cao. Nãy giờ ông đang làm việc đó đó. Rồi em gái hát đáp lại cái đi, giao lưu âm nhạc chút đi. Dạ, em cũng có chuẩn bị một bài hát để tặng cho anh, cũng như là góp vui cho chương trình. Em sẽ tặng anh, hát tặng anh một bài hát bằng tiếng Anh nhé. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing gonna change my love for you. Nothing gonna change my love for you. Thôi coi như quên đi. Dạ em quên mất rồi. Bây giờ là vào câu chuyện tình yêu hai bạn nè. Thật sự là cái quãng đường của hai bạn hiện nay rất là xa. Yêu xa là như thế nào? Nói đi. Em vô đây khi nào? Em mới đến Sài Gòn tối hôm qua. Em bắt chuyến xe từ tối hôm qua và mới đến Sài Gòn sáng sớm nay. Đối với em thì Sài Gòn cũng không quá xa lạ, bởi vì em đã từng học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi ra trường thì em có làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh được 5 năm. Em không ngại vấn đề yêu xa. Và em nghĩ là Sài Gòn với Nha Trang, nếu mà đi máy bay chỉ chưa tới một tiếng, mình có thể dành thời gian nếu như mình có thể sắp xếp được. Anh biết. Em không biết là thường cuối tuần anh hay làm gì. Cuối tuần rảnh thì anh cũng chơi thể thao, xem phim, nghe nhạc. Với nhiều khi anh bên đạo Công giáo á, nhiều khi cũng rảnh đi lễ rồi vậy. Đi lễ nhà thờ á. Em gái có đạo không? Dạ em là đạo Công giáo ạ. Rồi chúc mừng luôn, hay quá. Coi như là cuối tuần cho mình bay ra Nha Trang, mình cùng đi nhà thờ. Dạ. Có sẵn khách sạn ở rồi, đâu tốn tiền đâu. Hôm nay lễ Thánh Giuse này, em đi lễ chưa? Dạ chưa ạ. Dạ em chưa đi. Dự định khoảng bao nhiêu kết năm kết hôn, hai bạn bàn với nhau đi. Em trai hỏi đi. Theo em thì mình quen nhau khoảng thời gian bao lâu là mình có thể tiến tới hôn nhân? Nếu mà em tìm được một người tâm đầu ý hợp thì em nghĩ là 6 tháng đến 1 năm là thời gian lý tưởng và vừa đủ để mà hai người có thể bàn tính đến chuyện lâu dài rồi. Nãy giờ nói chuyện với anh, em có thấy anh ổn không? Hay là em có nhận xét gì? Em nhận ra ở anh có một cái sự chất phác của một người con trai miền Nam Trung Bộ. Bởi cái giọng nói của anh hiện tại vẫn chưa có thay đổi nhiều. Ngoài ra thì em cũng nhận ra là tuy anh
33 là anh chỉ ít hơn em có 1 tuổi thôi, nhưng mà nhìn anh cũng khá là chững chạc ở ngoại hình. Cảm ơn em. Dạ. Còn anh ngoài thấy em trẻ trung thì anh có nhận xét gì về em không? Em hiểu biết, thấy nói chuyện anh thấy em nói chuyện hiểu biết. Dạ. Với lại cũng thông minh. Giờ có thích hay không thì nói một chữ đó. Con gái người ta hỏi có một câu đó thôi đó. Bây giờ anh có thích em không? Anh thích em. Và mình có thể cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu sâu hơn nữa sau chương trình này. Trái tim anh sao? Bây giờ là em bước tới, nắm tay cô gái ấy, nhìn thẳng vào mắt và nói những cái gì mà nó từ trái tim mình. Đúng rồi, thật nào, nhất. Bước tới đi. Dạ. Cho anh nắm tay em. Dạ vâng. Anh thấy em anh cũng mến. Dạ. Mình có thể cho nhau tìm hiểu để mình hiểu nhau về cái tính cách. Bây giờ cái tính cách nó quan trọng nhất. Dạ. Khi mình sống với nhau là bắt đầu nó tính cách. Không ai hoàn hảo hết, nhưng mà nhiều khi mình về sống với nhau bắt đầu nó có những cái khuyết điểm. Mình cứ thay cho nhau tìm hiểu. Dạ. Em rất là vui khi có mặt ngày hôm nay tại chương trình, cũng như là gặp được một người bạn trai như anh. Dạ. Và quyết định đến với nhau hay là có tìm hiểu nhau hay không, anh sẽ có câu trả lời sau vài phút nữa thôi. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, về vị trí, để tay vào nút bấm các bạn. Sau khi trò chuyện, sau khi giao lưu với nhau, rồi bây giờ chúng ta sẽ quyết định bằng chính cái nút bấm đó. Sau bài tiếng đếm nha. 1, 2, 3. Rồi. Không bấm hả? Dạ. Dạ con xin lỗi, con không bấm ạ. Dạ. Lý do tại sao vậy em gái? Anh xin lỗi, anh tên gì ạ? Anh tên Duật. Anh Duật là một người con trai rất là hiền lành, chất phác. Em rất là trân quý cái sự cái tính cách hiền hòa này của anh. Dạ. Nhưng mà thực ra em vẫn chưa, trái tim của em vẫn chưa thực sự rung động, và em vẫn, anh vẫn chưa làm cho em cảm thấy có thể dâng trào cảm xúc được với anh. Dạ. Nhưng mà như em có ghi trong cái lời, trong cái thiệp đó, điều gì đến thì sẽ đến, người cần gặp rồi sẽ gặp được. Cho nên em hy vọng rằng, và luôn luôn cầu chúc cho anh sẽ gặp được một người con gái hợp với anh nhất. Và chúc anh luôn luôn có sức khỏe, luôn luôn thành công trong công việc và trong cuộc sống. Cảm ơn em. Dạ. Đó là quan điểm của mọi người, chúng tôi trân trọng những quan điểm đó. Dạ. Ha, mọi người, chúng ta không rung động, không bấm. Dạ. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì để người khác hiểu lầm. Nếu không rung động thì để cái rung động đó cho người khác. Điều này rất là hợp lý. Chúc hai bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của riêng mình nha. Dạ. Đây là những món quà dành cho các bạn. Hai. Giữ món quà để nhớ một ngày nào đó mình đã tham gia chương trình bạn. Cảm ơn chúng mình nha. Dạ, chiếc nón bảo hiểm này rất là dễ thương. Còn cảm ơn cô Hồng Vân rất nhiều. Ngày hôm nay con rất là vui vì được gặp cô trực tiếp, mặt giáp mặt trong khoảng cách ngắn như thế này. Con cũng rất là mến cô qua các cái vở kịch cũng như là các cái chương trình trên truyền hình. Cảm ơn con. Cũng quý chú Trình Quyền Linh nữa. Cảm ơn con nhiều nha. Đây là món quà dành cho con, hệ thống Fitness Yoga nha. Cảm ơn. Con thích yoga không? Dạ đúng rồi, con thích yoga lắm. Con chỉ cô Hồng Vân tập yoga cho nó nín đi. Đây là một món quà tặng riêng cho con, bộ son môi Yurika của Nhật do thép Vina QA tặng cho con. Dạ, cảm ơn cô. Phùng quân ba la chú hoài suốt vậy đó, thấy thương chú lắm hoài. Rồi bây giờ chúc hai đứa sẽ tìm được nửa của mình nha. Dạ. Rồi. Hẹn gặp cô Hồng Vân, chú Quyền Linh một ngày nào đó ở Nha Trang. Rồi, chắc chắn sẽ tới đó. Dạ. Khi nào tới nhớ ra nhắc câu chuyện ngày hôm nay nha. Dạ, chắc chắn. Vì cô chú là ở khách sạn thường xuyên lắm. Dạ, nha. Con biết. Đi công tác suốt à. Dạ, rồi. Con biết. Chúc mọi đứa sẽ sớm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Dạ. Mỗi người một con đường đi. Mình phải thế thôi.